cho các em học sinh đến từ khối lớp 5. Xin trân trọng kính mời cô Phạm Nguyễn Nam Lan, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng kính mời thầy Nguyễn Văn Tuấn, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A, cùng lên trao giấy khen cho các em học sinh đã đạt được thành tích hoàn thành xuất sắc các môn học. Thank you.
Xin cảm ơn quý cô và các em học sinh. Tiếp theo sẽ là phần trao giấy khen cho các em học sinh lớp 5C. Xin mời giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Thị Yên Phương lớp 5C lên trao giấy khen cho các em học sinh lớp 5C. Mời các bạn họ
học sinh. Tiếp theo sẽ là phần trao đăng ký khen cho các em học sinh đến từ lớp 5A. Xin trân trọng kính mời cô Võ Thị Minh Hai lên trao giấy khen cho các em học sinh lớp 5A. Cảm ơn quý cô và các em học sinh.